Mấy người làm gì vậy? Mày muốn anh Hùng cứu mấy nhân hả? Đó mày á, một đấm á thì thiếu, một đá á thì thừa. Đỡ như mày á, đặt anh Hùng cứu mấy nhân hả mày? Đây. Qua đây, qua đây, lại đây. Nè, nè. Nè, ê. Làm gì vậy? Dạ, tụi em có làm gì đâu anh. Tụi em giỡn cho vui mà anh. Tôi nhìn thấy hết rồi đó nha. Nãy thấy anh này sàm sỡ cô Lon nè. Tôi giải cứu cô Lon. Đừng có đổ lỗi cho người khác. Tôi nhìn thấy hết rồi. Mấy người không biết bây giờ thôn mình là thôn dân quá. Còn làm loạn như vậy á, tôi báo công an bắt hết bây giờ. Giải tán hết đi. Thôi, dạ, dạ. Đi tụi bay. Thôi đi tụi bay. Nè, nói nè. Lần sau ra đường nhớ cẩn thận. Gì vậy con? Con này chê tao nấu đồ ăn dở hay gì mày ói mày? Dạ không dám. Con có sao không? Con bị cái gì vậy? Đó đó đó, mày thấy chưa? Nó đâu có coi tôi ra gì đâu. Ai nói nó khờ? Khờ mậu tôi chứ khờ. Con có sao không con? Nè 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 nè, khen nè. Chắc nó bị trúng gió quá. Có sao không con? Hả? Nó bị trúng gió rồi đó. Ê mày, mày nói gì giống có bầu quá vậy mày? Bậy bạ không à. Chắc nó bị đau bao tử thôi. Quen ai đâu mà bầu bì. Bớt quan quan lại cái miệng đi. Nói bậy nói bạ hàng xóm ta tưởng thiệt. Rồi ta cười cho. Con Loan đâu má? Nãy giờ tôi không thấy nó. Nó đi kiếm củi về nấu rượu nấu cơm. Nó gần về rồi. Củi lửa gì má ơi. Nó bây giờ tới tuổi biết ăn biết diện rồi đó. Nó viện cớ đi kiếm củi đi từ sáng tới chiều mới chịu về đó. Kìa kìa, nó về tới rồi kìa. Thiên dễ sợ ha. Cái gì vậy mày? Mày gặp tao mày không vui hả? Khô à con. Trời sanh ra nó xấu xí chứ nó có phải là ma quỷ gì đâu mà sợ nó. Con không có hơn ông Mô đâu. Đứa nào làm cho mày có bầu? Mày nói cho tao nghe đi. Cái con nhỏ này nó đẻ ban đêm mà sao cái dạ nó sáng còn hơn con mặt trời nữa. Con thương cha Mô con lắm. Tôi không có nuôi cái đầu con quen của thằng Mô rồi. Khóc nữa là tôi giết cha Mô mày luôn á. Con sợ mất cha Mô, con sợ cha Mô bỏ con.